mình cần làm gì chị? Cắt, gội, uống hay là nhuộm? Xin lỗi mọi người, tôi tới đây hôm nay không có làm cái gì hết trơn. Đây là chắc cậu chủ đấy phải không? Dạ tôi là Khôi. Tôi xin tự giới thiệu cho mọi người biết, tôi là mẹ của thằng Duy. Mẹ của Duy hả? Mẹ của Khôi. Nói nghe nè, lần đầu tiên gặp mặt có một chút xíu bố gà. Bố gà tại gà tặng cho mọi người làm quen đó mà. Tặng quà hả chị? Đây. Trong đây là có hai cây son môi. Dạ. Hai cô gái xinh đẹp này thoa lên, nói chuyện cho có duyên dáng chút xíu. Còn đây tặng cậu chủ đây. Kéo của Hàn Quốc tặng cho cậu để cho cậu có đôi tay cậu càng ngày càng hay hơn. Cảm ơn chị nhiều quá. Chị yên tâm đi, Duy ở đây thì mọi người sẽ chăm sóc cho em đó. Với lại chị biết không, theo tôi đánh giá thì Duy là một người thợ hớt tóc đầy tiềm năng đó. Trời ơi, tiềm năng cái gì cậu ơi? Nói cho mấy cậu nghe, thằng con trai của tôi nó kêu là ở nhà kêu nó bằng hot boy không hà. Cái vàng, cái bản, cái ngọc, cái ngà mà. Thằng nhỏ này nó cứng, nó không có mềm. Trời ơi, phải la nó nghe, phải răng đe nó. Đừng có cho nó tự tin là nó giỏi, không có được. Chửi như mặt nó cũng được nữa, nghe chưa? Ôi, nghiêm khắc quá. Yên tâm đi, Duy ở đây thì không khí làm việc vui vẻ lắm. Mà chị dặn nha, la rầy nè, chửi mắng không cho nó là cái gì nha. Nghe chị không mấy thì đuổi đâu cũng được nghe chứ. Rồi đây, cho chị gửi đồ cho Duy. Dạ. Là mẹ lo sẵn hết cho Duy nha. Dạ, cảm ơn mấy em nha. Nghe lắm mới phải đi bộ nè. Cái đầm cầm trên tay không có nhăn đâu, đừng có lo. Trời ơi. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô có sao không ạ? Anh có bị đuối không? Hả? Hả? Hả cái gì mà hả? Hư hết cái bộ sưu tập của tôi rồi nè. Không sao, cô bình tĩnh đi. Bị hư cái đầm hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi có việc rất là quan trọng. Cho nên là bây giờ tôi đền cho cô 200 nha. Không sao đâu. Nếu mà cô thấy nhiều quá cô cứ giữ nó đi, không sao đâu. Anh đền cho tôi 200 ngàn á. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi đền cho cô không chịu thôi tôi đi đó. Anh vừa phải anh thôi. Anh đứng đó anh đợi tôi. Nè, đang tới cái áo. Rồi, sắp tới rồi. Nè, cái gì anh làm vậy? Bây giờ tôi có việc phải đi gấp rồi, số điện thoại của tôi nè, có gì gọi cho tôi nha. Hết là... Ê, anh làm gì anh đẹp trai lắm vậy? Trời ơi, cái đồ vô. Chú thổi dùng không? Không thể nào mà diễn tả được cái sự bực tức trong con người của con. Nghĩ làm sao đó là cái bộ sưu tập quan trọng nhất của con. Có cái bộ sưu tập đó con mới được học bổng. Mà nỡ lòng nào làm hư ngay cái bộ váy quan trọng nhất cái bộ sưu tập. Cậu có hiểu không? Cậu có hiểu ý con không? Trời ơi, làm sao mà có cái loại người như vậy hả? Quá bực tức. Gì vậy cậu? Cậu xịt nước cho mày hạ quả xuống. Cái gì vậy con? Nãy giờ tôi nói 3-4 tiếng đồng hồ con ngồi con nói đi nói lại có vấn đề đó thôi. Cậu hiểu rồi. Là đây là bộ sưu tập quan trọng để con đi thi, đúng chưa? Dạ đúng. Rồi có một cái váy chính trong cái bộ sưu tập đó, có đứa nào đó nó làm hư của con, phải không? Chính xác. Đó, cái váy của con, cái chủ đề gì bướm qua lộn hồn, đúng chưa? Cậu. Cái gì? Cậu không có tôn trọng cái ý tưởng sáng tạo của con. Sao? Cái bộ sưu tập của con, cái bộ sưu tập của con tên là Hồn Bướm Mơ Tiên. Cậu nói cái gì nghe thấy ghê vậy? Sao bộ sưu tập mà con đặt tên mới ghê á, Hồn Bướm Mơ Tiên là cái gì? Cậu ơi, cái đó là ý tưởng của con được ra đời trong cái đêm khuya thanh vắng. Những con bướm bay lượn trong đêm khuya, nó là bướm tiên đó cậu. Vậy mà nỡ lòng nào cái người đàn ông như tôi đó, nỡ lòng nào chế cà phê lên trên cái đồng đó làm mấy con bướm của con thành bướm bà. Cái áo con như cái áo đám tang, con chịu nổi không? Đó, cậu thấy là do con đó. Tại mày đặt cái tên nên nó giận vô cái áo, hiểu không? Tự nhiên đặt tên là Hồn Bướm Mơ Tiên nên giờ cái đám bướm nó quy tiên luôn, nó chết rồi. Cậu. Cái gì? Trời ơi, nói như cậu với cô như vậy sao mà đúng. Con nhìn cái người đàn ông đó, con cảm thấy đó là một người đàn ông du thủ du thực. Du! Không. Nó tên là thằng Duy. Nó làm ở cậu. Không, Du! Duy, nó làm ở tiệm cậu biết mà. Không, đây là cái người mà Du con làm hơn cái đồng của con. Trời ơi, anh biết không, em biết á, em là người có lỗi. Nhưng mà em đã đền cho cô ấy 200 ngàn rồi mà cô không chịu lấy. Anh có bị điên không? Cái đầm của tôi, một cái sáng tác của tôi, một cái sáng tạo của tôi, anh đền 200 ngàn, 200 ngàn của anh lớn lắm hả? Thôi bây giờ hai đứa, nghe cậu nói đây nè, dĩ hòa di quý.
Rồi cậu cho Nguyệt Anh 2 triệu lo đi may cái váy khác rồi mà nộp vô cho kịp bài thi. Còn em nữa đi đứng cho cẩn thận. Với lại cậu nghĩ nó không phải là người cố ý đâu. Đúng rồi đó con. Em cảm ơn anh. Coi như là anh trừ số tiền vô lường của em đi. Em làm không công cũng được. Nhưng mà em không bao giờ tin đó, cái đồng đó 2 triệu không. Anh nín đi. 2 triệu hay không nó là chất xám của tôi. Anh đừng có đem cái nhận định mà thiếu thẩm mỹ của anh vô nói nữa được chưa. Cậu mà nói cho cậu biết, con sẽ nhận cái số tiền 2 triệu đó. Nhưng mỗi lần con qua đây con mà gặp cái người này đó là con sẽ không ở đây nữa. Tôi cũng vậy. Có cô ở đây á, tôi cũng không ở đây. Tôi nghỉ làm luôn cũng được. Anh cứ để anh nghỉ làm đi. Cậu, con không ở đây nữa. Con đi. Ê, nghe nè. Yên tâm đi, mấy tháng nó qua một lần nó xin tiền anh rồi nó đi à. Yên tâm đi ha. Hôm nay có người này ở đây em cảm thấy bực mình lắm. Hôm nay anh cho em nghỉ đi. Ê, nè. Ủa chị Bảy, trời đất ơi, tiếc quá, thằng Duy mới đi. Đó, chị Canh nó đi rồi chị mới vô. Chị không muốn cho mẹ con gặp nhau, hiểu chưa? Nghe nè, nè, bữa nay chị Trưng ta nấy dê hầm rất tốt cho nam giới nghe. Sao, ở tiệm này có nghe lời chị không? La mắng thằng Duy không vậy? Chị à, em cảm ơn nhiều. Ở đây mọi người á đều quan tâm tới Duy. Nhưng mà tại vì em thấy nó làm tốt mà. Tuy nhiên mình la xả như vậy nhiều khi á nó lại không hiểu, nó nghĩ là mình khó khăn rồi nó lại bực mình. Nhưng mà nè, em nói nghe. Sao? Lần này lỡ rồi thì em nhận. Nhưng mà lần sau đừng có quà cáp nữa, phiền lắm nghe chị. Phiền cái gì, biết ở đây Duy nó được mọi người lo lắng cho nó thì chút cái đỉnh này có nhậm nhọ gì đâu cưng hả? Thôi, em đem vô nha, ừ. Để sang ra là lấy quần mên trả cho chị. Rồi được rồi, nè. Trời ơi. Mà nè, cứ la mắng gì cho nó nghe, thằng Duy nó khoái được la mắng lắm. Chị à. Trời dễ thương quá à. Cưng cũng dễ thương nữa. Ôi gái, gì cái này. Ủa gì, bữa nay qua chơi hả? Có quà không? Trời ơi có, không có, lúc nào gì cũng có quà cho con hết trơn á. Đây nè, ai cũng có quà hết trơn á nè. Gái xinh đẹp, ưa kẹp này, kẹp nổ không? Anh có cái kẹp nhỏ xíu nè. Còn nhớ la mắng chuyện gì nha. Không là gì thương con, lần sau gì qua gì cho quà nữa. À dạ, cái kẹp đẹp quá gì ơi. Đẹp ghê luôn á cái kẹp. Trời ơi chị ơi chị. Trời ơi làm sao có thể la mắng Duy của chị được. Chị biết không, cái cặp đùi của nó em để ý hoài, chỗ nó dài thon thỏn. Chúng chơi nó như là hot boy vậy đó. Tại sao mà Duy nó không bước chân vào showbiz uổng quá chị ơi. Trời ơi. Đúng rồi. Chị ơi dễ thương quá. Chị tưởng tượng chỉ cần mà Duy bước chân vào showbiz, em về nhà em bám nhà, em lập cái fan club cho Duy luôn. Trời ơi thấy thương quá đi. Trời ơi tiền ơi tiền. Chỉ có em hiểu ý chị. Con chị nó đúng rồi, nó làm tiệm tóc uổng lắm em ơi. Ôi, nó phải là có qua đây nè. Nó hot boy mà, nhà kia nó hot boy, nó phải lớn sân vô số bớt đó. Nó mà vô số bớt nó sẽ nổi tiếng, nó ca hay gì lắm á cưng. Trời ơi chân nó dài miên man mà sao chị đẻ ra mặt chân nó không giống chị. Chị tới chị tặng quà xong chị dặn mấy đứa nghe. Dạ. Chửi mắng nhiều cho chị nghe, càng chửi càng tốt nghe không. Chửi nhiều biết nó thích chửi lắm cho chị đi nha. Dạ. Nhớ chửi nó nhiều dạ, tốt nha. Dạ. Hôm nay ba muốn nói chuyện với con. Thôi con hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tao chưa nói sao mày hiểu? Nhìn ba là con biết ba muốn nói gì rồi. Hay quá ha. Mà nhìn ba mà biết con nói. Ý mày muốn nói gì? Ba muốn nói cái gì? Thì ba với mẹ không muốn con ra tiệm tóc làm nữa đúng không? Ờ thì đúng rồi đó. Lúc nào ba với mẹ cũng không muốn con ra tiệm tóc làm hết. Nhưng mà đó là đam mê của con. Ba mẹ phải cho con theo đuổi đam mê chứ. Bất cứ giá nào con cũng không có từ bỏ đâu. Ba hiểu là cái nghề đó nó không có xấu. Ba biết sao không? Nhưng làm ba... tóc là làm đẹp cho mọi người mà ba. Thì ba biết, ba hiểu cái chuyện đó, cái nghề nghiệp. Con cái nó muốn chọn cái nghề nào là cái chuyện đó, đúng không? Nhưng mà ba thấy cái điều này nè con trai. Sao ba? Cái này ba tâm sự thật lòng nha. Ba có mình con à, dòng họ mình còn mình con à, coi như nói dòng nói dỗ tông môn à. Con biết hiểu rồi không? Mà con làm nghề tóc á, lỡ con đi làm tóc á đâu có ảnh hưởng gì tới cái chuyện đó đâu. Nhưng mà chắc chắn là con, chắc chắn, nhưng mà con là con của ba nè đúng không? Đúng, cái gen của ba là gen của ba đàn ông. Ừ thì đó, ba là đàn ông thì con là chuẩn man hả? Thì chắc chắn con sẽ lấy vợ, vợ con sẽ đẻ cho ba thật là nhiều con luôn. Chứ là con sẽ cho ba nhiều đứa cháu nội. Con là chuẩn man. Dạ bông, ba bông với ảnh chuẩn man, đàn ông đích thực. Dạ. Thôi mày đừng nhắc tới cái đầm nữa, mỗi lần nhắc tới cái đầm đó là tao sôi gan sôi ruột lên à. Ồ người gì đâu mà vô duyên sợ luôn á. Ờ giờ tao về nè, cái gì tao gọi. Ôi Du Du
vô cái gì? Sao đi đâu tôi cùng gặp cô hết vậy? Xin lỗi anh hít thở chứ anh chung một cái bầu không khí với một cái người mà gần chợ xa trường học như anh tôi cũng là biến lắm. Nè nè nè, làm ơn á, lần sau gặp tôi bớt nói chuyện học hành đi nghe chưa? Nè tôi nói cho anh biết tại vì tôi có học, anh biết không? Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Được rồi, cô nổi tiếng hay không nổi tiếng tôi không quan trọng. Lần sau tôi tới đi đâu đó mà tôi chỉ cần hửi thấy cái mùi của cô thôi mà tôi không bao giờ tới đó. Anh làm như tôi là trùng tinh và có mùi, anh mới là con trùng hôi á. Làm ơn tránh ra cho tôi đi đi. Anh tránh ra cho tôi đi đi. Cô tránh ra tôi đi anh đi. Tránh ra tôi mới tránh đi ra. Được. Tránh ra. Tránh ra. Bây giờ tôi muốn đi đường này đó. Anh muốn đi đường nào? Bây giờ cô đi đường nào? Tôi đi bên này. Bây giờ cô đi bên nào? Tôi đi bên này. Tôi đi bên này. Tạm biệt cô, không bao giờ gặp lại nữa. Làm như tôi thích gặp anh. Ê! Nè, tôi mà là nhà tạo móng tóc nổi tiếng á, không bao giờ tôi cắt tóc cho cô đâu. Trời ơi, không có được. Làm tóc làm sao được thành danh được. Phải vô sơ bít mới thành danh được chứ. Chị à, tóm lại là hồi nào tới giờ chị qua lại ở đây là chị không muốn cho Duy theo nghề này hả? Chính xác. Trời ơi, chị ghét làm tóc lắm. Bây giờ tôi yêu cầu mấy người chửi nó, chửi thiệt nhiều đuổi nó ra khỏi đây. Đó là ý muốn của tôi, hiểu chưa? Tôi mới tặng quà, tặng cáp cho mọi người. Mọi người trời đó, người nào cũng khen nó mà rồi giúp nó là sao? Trời đất ơi, chùi dập ước mơ của con. Con mà có một người mẹ như vậy ha, thì không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu. Đấy, tôi nói thiệt với cô, từ hồi tôi vô cái tiệm này là cô cả người, người con gái mà để vô duy nhất luôn á. Cậu. À, chị à, thôi được rồi. Chúng tôi sẽ làm theo ý của chị. Và kể từ đây Duy nếu như nó mắc cái sai lầm gì đó, chúng ta sẽ tìm cách la rầy nó. Không, nó không có sai lầm, cũng phải chửi nó. Cũng là phải chửi hoài và đuổi nó ra khỏi này. Đó là ý đồ của tôi. Ý đồ của người mẹ, tôi yêu cầu mọi người đuổi và đuổi, hiểu chưa? Chửi và chửi, rồi xong. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ làm. Nhưng với điều kiện, chị không tới đây nữa, Duy sẽ nghi đó. Đuổi nó đi rồi, tôi tới đây làm gì? Nhớ nha, đuổi và chửi, chửi và đuổi, thế thôi. Nè, chị ơi. Anh nghĩ chị Bảy đang có một số sai lầm về quan điểm nghề nghiệp. Nhưng nếu mai mốt thằng Duy á, nó có được một ít thành tựu thì chắc chắn chị sẽ thay đổi. Đúng không? Hả? Những chuyện đó là không quan trọng. Chứ cái gì quan trọng? Cái vấn đề quan trọng hiện giờ là kể từ đây về sau. Sao? Chúng ta không được nhận quà nữa. Là tính ra chị Bảy nói đúng á. Dạ. Con là vô duyên nhất tiệm đó.